Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng xanh sẽ mở ra cơ hội thương mại cho tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế như là nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Tuy nhiên, chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt. Trong gần 10 năm qua, tăng trưởng xanh đã trở thành mô hình tăng trưởng kinh tế mới được nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương áp dụng và có nhiều tổ chức quốc tế tham gia. Mô hình tăng trưởng xanh đã hỗ trợ phát triển kinh tế gắn liền với giảm thiểu tác động của môi trường thông qua tối thiểu hóa chất thải, khí thải nhà kính, sử dụng tài nguyên bền vững, và Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đang phát triển và quyết tâm theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh. Chính phủ cũng đã xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh, và Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương hoàn tất cái dự thảo kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Và trong quá trình xây dựng các kế hoạch hành động này, chúng tôi cũng đã nghiên cứu phân tích một cách hết sức là kỹ lưỡng và nhận thấy rằng các lợi ích mang lại trong quá trình chúng ta thực hiện tăng trưởng xanh lồng ghép với các mục tiêu tái cơ cấu kinh tế cũng như là tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu có thể nói là hết sức to lớn. Tăng trưởng xanh và phát triển ngành môi trường sẽ hỗ trợ cho các ngành kinh tế, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Nhiều hàng hóa xuất khẩu quan trọng cần tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và dịch tễ của các nước nhập khẩu như các sản phẩm thủy sản, nông nghiệp, hàng dệt may, giày dép v.v. Do đó, trong hội nhập, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ có khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ môi trường giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kỹ thuật, chế biến, vận chuyển để đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu môi trường cho sản phẩm xuất khẩu. Tăng trưởng xanh chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái người mà thực hiện cái hoạt động tăng trưởng đấy chính là các cái nhóm doanh nghiệp. Và như vậy thì tăng trưởng xanh nó sẽ mang đến rất là nhiều các cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp chúng ta. Chúng ta nhìn vào các ba cái mục tiêu chiến lược của tăng trưởng xanh của Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái nền carbon thấp. Ở đấy thì chúng ta thực hiện các cái hoạt động liên quan đến cái ngành năng lượng và các cái hoạt động năng lượng, đặc biệt là các cái năng lượng sạch và các cái sản phẩm tiết kiệm năng lượng vân vân và vân vân. Cái mục tiêu thứ hai về cái xanh hóa sản xuất và phát triển các cái ngành công nghiệp xanh, đặc biệt là các cái nhóm sản phẩm về hàng hóa dịch vụ môi trường, rồi các cái sản phẩm thân thiện môi trường, các cái sản phẩm đạt các cái chứng chỉ bền vững. Và cuối cùng là liên quan đến cái mục tiêu chiến lược thứ ba là về cái thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng bền vững cũng như là thúc đẩy về cái lối sống xanh, thì nó mở ra các cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Vừa qua, Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu EU Moontrap tổ chức hội thảo với chủ đề tăng trưởng xanh và các cơ hội thương mại cho Việt Nam. Theo báo cáo tại hội thảo, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành công thương chương trình đến năm 2020, toàn ngành sẽ giảm cường độ phát thải khí thải nhà kính từ 8 đến 10% so với mức năm 2010, giảm phát thải khí thải nhà kính trong lĩnh vực năng lượng từ 10 đến 20% so với phương án phát triển bình thường. Trong đó, giai đoạn 2015-2016 sẽ xây dựng chỉ tiêu cho các ngành tiềm năng như hóa dầu, giấy, gốm sứ công nghiệp, rượu bia, nước giải khát, dệt may. Trước hết, đối với các doanh nghiệp của chúng ta, thì việc đổi mới công nghệ, rồi là cải cách cái công cụ quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng được các yêu cầu của tăng trưởng xanh sẽ tạo cho chúng ta được cái điều kiện để phát triển bền vững hơn. Nhưng cùng với đó, việc đáp ứng được các yêu cầu về tăng trưởng xanh sẽ tạo ra chúng ta cái cơ hội để tiếp cận các thị trường, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu. Triển khai được cái mô hình tăng trưởng xanh thì nền kinh tế chúng ta nói chung sẽ có điều kiện để phát triển theo hướng bền vững hơn và giá trị gia tăng cao hơn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng chi phí cho biến đổi khí hậu sẽ chiếm khoảng 2-6% GDP, tương đương 3-9 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, sẽ cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ cho thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ phải nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, xu hướng tiêu dùng xanh, sạch sẽ là sức ép để doanh nghiệp phải tự đổi mới công nghệ, sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, đáp ứng tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế, v.v. Việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam sẽ là một cái thách thức đối với những cái doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình ứng dụng công nghệ cũng là tình hình bảo vệ môi trường ở Việt Nam rất là nhiều thách thức. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng ngoài cái thách thức thì các doanh nghiệp cũng có cơ hội để khi thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh sẽ có được những cái định hướng phát triển của mình cũng như là sẽ có những cái thị trường tốt hơn để đối với cái sản phẩm hàng hóa của mình, thì đấy là vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi mà tham gia phát triển theo hướng xanh.
Bộ Công Thương đang hoàn tất dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Riêng đối với lĩnh vực công thương sẽ áp dụng các giải pháp chủ yếu, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đảm bảo về môi trường, hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các sản phẩm đáp ứng yêu cầu đó, đồng thời tổ chức các đợt xúc tiến thương mại theo hướng tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu xúc tiến thương mại xanh, khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận được với yêu cầu mới.